Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện về Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Ghi chép những ngày cuối của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn. Tác giả Nguyễn Tân Phận. Phần 3. Những văn kiện ngoại giao viết tay. Thật là thiếu may mắn. Trái với suy đoán của tôi, tất cả các nhân viên làm việc đều là những người trung thành. Họ ít ra cũng đã trải qua một lần kinh nghiệm, đó là lần Đại tướng Khiêm lưu vong dưới thời Đại tướng Nguyễn Khánh. Sau khi chia tay lại là những ngày sum họp, Đại tướng đi rồi, Đại tướng lại về. Họ cũng nghĩ rằng lần đi của Đại tướng kỳ này rồi cũng phải trở về. Thiếu tá Thông cũng có cho tôi biết khi mọi việc xong xuôi, Đại tướng Minh cũng muốn đánh thư về hợp tác. Minh chỉ đi lánh mạch một thời gian, cho nên nếu có đi tôi cũng hy vọng được trở về. Thành ra các anh em kia cũng có một niềm hy vọng giống như tôi. Ngày chúng tôi lên đường là ngày 25 tháng 4 năm 1975. Lúc đó, cụ Trần Văn Hương cũng vừa lên làm Tổng thống được 4 ngày, mà đó có sự tiên liệu Đại tướng Minh sẽ mời anh Tư trở về. Thì cũng cho chúng ta biết thêm một dữ liệu về các diễn biến chính trị sau đó đã được thấy trước. Sở dĩ được biết trước là vì trước đó một ngày, là ngày 24 tháng 4 tại dinh Đại tướng Khiêm trong Bộ Tổng tham mưu, Tổng thống Trần Văn Hương, luật sư Nguyễn Văn Huyền, Đại tướng Dương Văn Minh được trực thăng riêng của Đại tướng Khiêm rước vào để họp cùng với Đại tướng Khiêm. Đây là một buổi họp rất đặc biệt và vô cùng quan trọng, phải giữ kín đến nỗi ngay cả Tổng thống Hương cũng phải dùng trực thăng riêng của Đại tướng để di chuyển. Buổi họp kéo dài từ 11 giờ 15 phút cho tới gần 1 giờ trưa. Tôi quan sát nét mặt lúc đó khi ra về, các quý vị lãnh đạo quốc gia tỏ ra không đồng thuận lắm. Theo nhận xét riêng của tôi, trước giờ phút lâm nguy của đất nước, sáng hôm sau là ngày 25 tháng 4, Đại tướng Khiêm lại vào dinh độc lập họp với cựu Tổng thống Thiệu cùng với Tổng thống Trần Văn Hương và ông đại sứ Jean-Marie Merillon của nước Pháp. Chương trình họp nói trên, tôi có ghi trong sổ tay, thông qua các buổi họp như vậy, những nhà làm chính trị, những nhà bàn luận thời cuộc, những nhà chạy tin có cơ hội để luận cổ suy kim. Thiếu tá Thông là người hay suy luận, nhưng ông là người thành thật và rất tốt bụng. Ông có những lập luận khéo léo, có ý cho tôi biết những gì ông nói chỉ là suy đoán. Có nghĩa là không phải ý đó xuất phát từ anh Tư. Riêng tôi, qua những gì tôi quan sát tận mắt, nghe ngóng dư luận và theo dõi báo chí, tôi cũng có những nhận định giống như vậy. Đại tướng sẽ có cơ hội để trở về. Bước ra phía trước nhà, tôi thấy ông Thomas Pola đang ngồi tại bàn viết của sĩ quan tùy viên. Ông kiểm soát lại danh sách phái đoàn để điền tên Post Document dựa vào bản văn của Tổng thống Thiệu. Danh sách phái đoàn do cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉnh lên Tổng thống Trần Văn Hương có nội dung như sau. Tổng thống Thiệu viết tay. Kính trình Tổng thống Trần Văn Hương, thưa cụ, để thực hiện công tác cụ giao phó, tôi kính xin cụ chấp thuận cho những sĩ quan sau đây gọi là thành phần tối thiểu cần thiết để giúp tôi đi theo trong suốt thời gian công du. 1. Đại tá Võ Văn Cầm. 2. Đại tá Nguyễn Văn Đức. 3. Đại tá Nhãn Văn Thiệp. 4. Đại tá Trần Thanh Điền. 4. Trung tá Tôn Thất Ái Chiêu. 5. Bác sĩ Thiếu tá Hồ Vương Minh. 7. Đại úy Nguyễn Phú Hải. Nguyễn Phú Hải giờ chót không có mặt. 8. Phục dịch Viên Nghị giờ chót không có mặt. Ngoài ra, cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cũng cần đem theo những sĩ quan dân sự sau đây. Trung tá Đặng Văn Châu, Thiếu tá Đinh Xuân Thông, Thiếu tá Nguyễn Tân Phận, ông Đặng Vũ giờ chót không có mặt. Đại tướng Trần Thiện Khiêm nhờ tôi trình cụ chấp thuận. Kính chào Tổng thống, ký tên Thiệu. Tổng thống Trần Văn Hương phê thuận đề ngày 25 tháng 4 năm 1975 và ký tên Trần Văn Hương. Ở đây có một sự trùng hợp lịch sử khi viết danh sách phái đoàn để chỉnh lên Tổng thống Trần Văn Hương, cựu Tổng thống Thiệu, Đại tá Cầm đánh máy. Đại tá Cầm không biết đánh máy, ông Thiệu đành phải viết tay. Khi có lệnh của Đại sứ Martin là phải mang theo bản đánh máy khi đến nhà Đại tướng Khiêm, ông Pola quên đem theo bản đánh máy, thành ra hai văn kiện, một là danh sách phái đoàn của Tổng thống Thiệu và hai là tên điền vào mẫu Post Document đều không đánh máy mà phải viết tay. Cựu Tổng thống Thiệu với bản tính cố hữu, người luôn nghĩ xa, ra lệnh cho Đại tá Cầm ở Đài Bắc làm nhiều bản photocopy danh sách phái đoàn do Tổng thống Trần Văn Hương chấp thuận, phát mỗi người một bản để trong trường hợp cần có thể làm bằng chứng với Sở Di trú Quốc gia sẽ đến định cư lúc đó. Chúng tôi chưa biết sẽ đi đâu. Tại hành lang trước nhà, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, các ông Đại tá Cầm, Thiệt, Đức, Điền, Trung tá Chiêu, bác sĩ Minh đang xúm xít bàn chuyện to nhỏ, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, có vẻ
như là những quan chức lớn sắp lên đường đi công tác ở hải ngoại, ở ngoại quốc hơn là sắp đi tị nạn. Tất cả chúng tôi cũng không ai tin là sẽ đi tị nạn. Trên tay mỗi người xách một túi sắt nhỏ. Cũng cần nói thêm, đại tá Cầm là người rất nhiệt thành với ông công vụ và cũng là cấp thừa hành một cách triệt để. Sau khi Tổng thống Thiệu ra lệnh mỗi người chỉ được đem một theo một sách tay nhỏ thì ông lại khuyên anh em không nên mang theo gì hết, nên đi tay không. Đoạn đường dài như vô tận, đúng 9 giờ tối. Vừa điền xong giấy thì ông Thomas Pola phân phát tờ Parole Document, tờ tạm cư cho từng người. Ngay khi vừa đến Đài Bắc, cơ quan đại diện Mỹ tại đây lập tức thu hồi lại tất cả, duy chỉ có mỗi Trung tá Chiêu không hiểu sao ông vẫn còn giữ được tờ giấy này. Chúng tôi lần lượt ra xe và yêu cầu họ mở cốp. Tôi bỏ cái Samsonite vào. Lúc ông Pola đang viết, tôi đã bỏ cây K54 vào Samsonite. Hai khẩu súng nhỏ va chạm vào nhau khô lục cục. Trong sách của Frank Sinep có nhắc tới chuyện này. Ông có nghe tiếng kim loại khua khi chúng tôi xếp sắc tay vào trong cốp xe và có thể nghĩ đó là tiếng va chạm của vàng bạc, châu báu. Liền sau đó, Tổng thống Thiệu, Đại tướng Khiêm, Pola, Thamet cùng ra xe. Đại tướng Khiêm ngồi xe trước với ông Pola, Tổng thống Thiệu ngồi xe sau với tướng Thamet. Ông ngồi giữa tướng Tham và Đại tá Đức, Trung tá Chiêu ngồi ghế trước với tài xế là ông Feinschnepp. Chúng tôi chia nhau vào hai xe còn lại. Thời gian từ lúc ông Thiệu đến nhà Đại tướng Khiêm đến khi bắt đầu ra xe kéo dài độ 10 phút. Đoàn xe bắt đầu chạy về cổng chính Bộ Tổng Tham mưu. Vừa ra khỏi cổng thì quẹo phải đi thẳng vào cổng phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi giật mình khi nhận ra cả khu vực phi trường tối om, dường như hệ thống điện hoàn toàn bị cắt. Nhìn vào cổng VIP, khu vực dành riêng cho các viên chức cao cấp, giờ này vắng tanh giống như cổng vào bãi tha ma. Đoàn xe chạy vòng qua khu dành riêng cho hãng Air America của cơ quan tình báo Mỹ. Khi sắp tới đường băng, tất cả các xe đều tắt đèn di chuyển trong bóng đêm. Sau đó, bóng một chiếc máy bay lù lù hiện ra dưới chân trời nhờ ánh đèn trong buồng cháy sáng, loại máy bay giống như DC-6. Khi gần tới chiếc máy bay, đoàn xe bất thần thắng gấp vì thấy có bóng người. Xe thứ hai ủi tới suýt đụng vào xe trước vì trời tối. Hai xe sau tạt qua hai bên hông xe Tổng thống Thiệu. Chiếc xe tôi vừa thắng gấp vừa bẻ tay lái kêu ken két, một cuộc biểu diễn ngoạn mục. Dù là do sắp xếp hay chỉ là một tai nạn, nhưng dưới con mắt an ninh, họ là những thành phần phải được liệt vào các tay bảo vệ yếu nhân chuyên nghiệp. Xe Tổng thống Thiệu bị bao vây bởi ba chiếc xe Chevrolet to lớn. Xa xa trong bóng đêm, xung quanh chúng tôi nhận thấy xuất hiện có nhiều người Mỹ vạm vỡ vận thường phục súng M16 dựng đứng bên hông trong thế tác chiến. Chúng tôi tông cửa xe bước xuống mau, Tổng thống Thiệu đi trước, Đại tướng Khiêm theo sau, rồi Pola, Thames. Chúng tôi nối đuôi theo sau, hình ảnh ông đại sứ Graham Martin, một quan khâm sai của Đại Vương quốc Hoa Kỳ hiện ra trên cầu thang máy bay như một vị thần hổ bạc, giống với hình ảnh của ông thần miếu ông tà ở Ô Môn quê tôi mà hồi nhỏ tôi đã tưởng tượng ra. Đôi mắt xanh, tóc bạc trắng, hai tay dài lòng thòng, ai cũng phải sợ. Tổng thống Thiệu bắt tay ông đại sứ, hai bên trao đổi mấy lời, tất cả leo lên mau. Tổng thống Thiệu, Đại tướng Khiêm, tướng Thamsnet vào buồng danh dự. Tại đây có 4 ghế bành bọc vải trắng, sau này mới biết đó là máy bay riêng của đại sứ Martin. Đại sứ Martin vào tận buồng máy nói vài lời tiễn biệt rồi vội vã rời máy bay. Chúng tôi mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi ở các hàng ghế phía sau. Vào thời điểm này, Trung tá Nguyễn Văn Phú Hiệp là phi công chiếc máy bay Air Việt Nam có 727 có lệnh ứng trực chuẩn bị sẵn sàng chỉ dành riêng cho Tổng thống Thiệu sử dụng. Trung tá Hiệp trước kia là trưởng phi hành đoàn trực thăng phủ Tổng thống. Anh Hiệp giờ chót không đi được, sau này chết trong trại tù cộng sản. Cũng vào thời gian nói trên, một vài đơn vị trưởng và các đơn vị phòng thủ thủ đô, các đơn vị đóng quân ở gần khu vực phi trường Tân Sơn Nhất được nghe dư luận đồn đại là có người dỉ tai ông Thiệu sẽ dùng Air Việt Nam để ra khỏi nước. Khi tất cả chúng tôi ngồi vào chỗ rồi thì Tổng thống Thiệu từ phía trước bước ra sau chỗ chúng tôi. Ông đứng giữa hai hàng ghế với khuôn mặt không còn giống như hồi ở nhà đại tướng nữa, nét nghiêm nghị như giận dữ hiện rõ lên khuôn mặt. Như tôi đã từng chứng kiến nhiều lần trước kia, các sĩ quan làm việc quanh ông đôi khi phải đón nhận những phản ứng dữ dội từ ông thay cho các đối tượng mà ông cần phải giữ hòa khí ở một mức độ có thể là coi được. Ông thường giận cả chém thớt và hay phang nhầm chúng tôi. Với cái nhìn sáng quắc, mặt đỏ gay, Tổng thống Thiệu gằn từng tiếng: "Nè,
Các chú nhớ là không được nói gì hết. Có ai hay báo chí hỏi thì trả lời là không biết gì hết, nghe chưa? Nói xong, ông liền trở về phía trước. Đoạn đường từ Bộ Tổng Tham mưu đến đây không xa, chỉ là một khoảng đường rất ngắn, nhưng với tôi nó thật dài. Cho tới bây giờ, khi ngồi, ghi lại những dòng này, tôi vẫn còn cảm thấy mọi việc như vừa mới xảy ra. Đúng 9 giờ 15 phút giờ Sài Gòn. Buồng máy bay tắt đèn, phi cơ từ từ lăn bánh ra phi đạo đem theo hai vị lãnh tụ quốc gia, một tướng lãnh Mỹ và 9 quan tùy tùng hộ vệ trước phi cơ lượn một vòng trên bầu trời đen tối của không phận Sài Gòn rồi hướng về biển Đông. Tôi bật người ra thành ghế, hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại, hai dòng lệ từ từ lăn xuống mạng. Xin giã biệt quê hương, tạm biệt người thân. Bí mật của gói quà. Tôi ôm cái món quà của đại tướng trong suốt chuyến bay, suy nghĩ vẩn vơ, đi đâu, làm gì ở xứ người, một quân nhân Mỹ. Đoàn phái viên phe hài ngồi gần cửa cầu thang luôn bận rộn, nhiệm vụ liên lạc, thỉnh thoảng. Anh liếc tôi, anh không cười, cũng không có nói gì, có lẽ anh thông cảm hoàn cảnh của những kẻ sắp xa nhà. Thỉnh thoảng tôi nhìn ra cửa sổ, cũng chỉ là một màu đen. Chúng tôi không ai nói chuyện với ai, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Chiếc máy bay bắt đầu giảm độ cao, đảo một vòng rồi từ từ hạ cánh. Đường bay nằm dài trước mặt là phi trường Đài Bắc. Chiếc C-118, bốn động cơ của không được Hoa Kỳ đáp xuống nhẹ nhàng rồi từ từ dừng hẳn. Tôi nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ 40 phút sáng. Anh hạ sĩ quan mở cửa cầu thang, gió lùa vào nghe lành lạnh. Mọi người lần lượt xuống máy bay. Tại chân cầu thang, dưới ánh điện lờ mờ, tôi nhận ra bà Nguyễn Văn Kiểu, phu nhân ông đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Đài Bắc, một vị trung tá tùy viên quân sự tại Tòa đại sứ Việt Nam, một nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc, ông này nói tiếng Việt rất giỏi. Một, hai người nữa tôi không biết tên và một nhân vật không kém phần quan trọng, đó là trưởng chi nhánh tình báo Hoa Kỳ tại Đài Bắc. Tôi không biết tên, gió ở Đài Bắc lạnh hơn ở Sài Gòn, lại có những cảm giác là lạ lướt qua mau, khác hơn những cảm giác ở quê nhà. Lòng bồn chồn khó tả. Có một điều đặc biệt là không có mặt sĩ quan di trú vào lúc này tại phi trường, vì đây là một phi trường, vì đây là một trường hợp ngoại lệ. Để cho mọi việc có danh chánh ngôn thuận và vào giờ chót, muốn dành cho cựu Tổng thống Thiệu và Đại tướng Khiêm một danh dự của chuyến đi, Tổng thống Trần Văn Hương ký quyết định đề cử Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hướng dẫn một phái đoàn đi Đài Bắc. Bản văn có nội dung như sau. Bản văn này đại ta cầm viết tay. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hương quyết định nay đề cử Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đại diện Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc để phân ưu cùng chính phủ và nhân dân Trung Hoa Dân Quốc nhân dịp Tổng thống Tưởng Giới Thạch tạ thế. 2. Sau đó, hai vị trên được đề cử tiếp tục viếng thăm các quốc gia trên thế giới xét cần thiết trong vòng 6 tháng để làm sáng tỏ thiện chí hòa bình của Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời vận động các chính phủ và nhân dân các quốc gia hỗ trợ lập trường hòa bình của chính phủ và nhân dân ta. Chương trình thăm viếng sẽ do hai vị tùy nghi quyết định thể theo sự thuận lợi của tình hình đối với các quốc gia đó. Yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ thị cho Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa yểm trợ cần thiết để nguyên Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và nguyên Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cùng phái đoàn chu toàn nhiệm vụ được giao phó. Chi phí công tác do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đài thọ trong khuôn khổ được luật lệ ấn định, Tổng thống Hương viết thêm hàng chữ trong khuôn khổ được luật lệ ấn định Sài Gòn ngày 25 tháng 4 năm 1975, ký tên Hương. Khi ký tên trên văn bản này, Tổng thống Trần Văn Hương một lần nữa cho thấy sự cẩn trọng và nghiêm túc trong công việc, tác phong của một nhà lãnh đạo xuất thân từ giới mô phạm. Cụ Hương là một nhân sĩ, là một chính trị. Nhà chính trị được đại đa số nhân dân miền Nam ngưỡng mộ, cụ cũng là một nhà hành chính nổi tiếng, công bằng và liêm khiết. Trần Văn Hương, một tên tuổi được đánh giá là một trong vài nhân sĩ cuối cùng của miền Nam Việt Nam, đã quyết định ở lại sau 30 tháng 4 năm 1975 và kết thúc một cuộc đời trên quê hương mình. Vào thời kỳ bầu cử Tổng thống năm 1967, lúc đó, từ đại đội trinh sát Sư đoàn 5 Bộ binh, tôi được điều động khẩn cấp về Sài Gòn để bảo vệ an ninh cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Khi đi bỏ phiếu, tôi chọn liên danh Trần Văn Hương, Mai Thọ Truyền thay vì liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ. Tôi là một quân nhân trẻ, mang nhiều lý tưởng, cũng như nhiều bạn trẻ khác. Các anh em ấy hầu hết đã tốt nghiệp đại học ở trong nước cũng như từ ngoại quốc trở về, đang phục vụ trong mọi ngành, mọi giới. Họ làm việc bên hành chính cũng như đang phục vụ trong quân đội. Chúng tôi thường gặp gỡ, trao đổi ý kiến và cùng đi đến một nhận định chung là quần chúng Nam Việt Nam lúc bấy giờ chưa sẵn sàng đón nhận một tổng thống, một phó tổng thống xuất thân từ quân đội.
Tổng thống Thiệu và đoàn tùy tùng của ông về nhà đại sứ. Nguyễn Văn Khiểu, Đại tướng Khiêm và chúng tôi về nhà Đại tướng Khiêm. Sau khi gõ cửa vài phút thì có người ra mở cửa. Tôi nhìn thấy bà Đinh Thúy Nga, bà Trần Bạch Yến đứng khép nép ở bên trong, vừa mừng vừa lo. Đại tướng bước vào trước, chúng tôi lần lượt vào sau. Nghe có tiếng người nói chuyện lào xào, bà Trần Thiện Khiêm thức giấc. Bà bước ra khỏi phòng trong bộ áo ngủ, đứng tựa lan can nhìn xuống, yên lặng trong vài giây rồi bà từ từ khuỵu xuống sàn nhà. Bà cố gắng lần xuống dưới giữa cầu thang. Khi nhận ra đại tướng, bà kêu lên: "Anh đó hả?" rồi òa lên khóc. Những ngày ở Đài Bắc, tại một villa nhỏ 3 phòng ngủ có lầu ở ngoại ô thành phố Đài Bắc, Đại tướng Khiêm và chúng tôi không có việc gì làm, buồn và nhớ nhà nên thường hay bắt đài phát thanh Sài Gòn để theo dõi tin tức. Các sự kiện đáng chú ý nghe được qua làn sóng đài phát thanh tôi ghi chép được như sau. Ngày 27 tháng 4, 20 giờ, Tổng thống Trần Văn Hương yêu cầu Quốc hội họp chọn người thay thế ông để thương thuyết với Cộng sản. 20 giờ 45 phút, Quốc hội họp. 2 giờ 25, Quốc hội biểu quyết chọn Đại tướng Dương Văn Minh làm Tổng thống thay thế Tổng thống Trần Văn Hương. Ngày 28 tháng 4, 17 giờ, lễ bàn giao chức vụ Tổng thống giữa cụ Hương và Đại tướng Dương Văn Minh được cử tại Dinh Độc Lập. Cụ Hương trao quyền Tổng thống cho Đại tướng Dương Văn Minh lúc 17 giờ 15 phút. Tân Tổng thống Dương Văn Minh chọn cụ Huyền làm Phó Tổng thống, ông Vũ Văn Mẫu làm Thủ tướng. Trong bài diễn văn, cụ Hương nhấn mạnh: "Hãy quên án thù, đừng tạo thêm oán thù." Ngày 29 tháng 4, sinh viên Huỳnh Tấn Bẫm được thả, Lý Quý Trung cũng được đề cử làm Tổng trưởng Thông tin. Cộng sản phá cảng Newport, đốt kho dầu gần xa lộ, chiếm vài xã ở Gò Vấp. Ngày 30 tháng 4, lúc 11 giờ 15, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố trao quyền lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Có tin Việt Cộng đã cắm cờ thượng đài Dinh Độc Lập lúc 13 giờ giờ Sài Gòn. Các tin trên được tôi ghi nhận qua chiếc máy thâu thanh hiệu Zenith 4 băng, có băng tần, làn sóng ngắn và nghe rất rõ tiếng nói của đài phát thanh Sài Gòn. Cái radio đó chính là món quà trong gói giấy màu hồng điều thật đẹp mà tôi trân trọng, cất giữ từ khi Đại tướng Khiêm trao cho tôi ở Sài Gòn như đã nói ở trên. Một thời gian sau đó, bà Anna Chenault tuân hành lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ General Ford từ Washington qua Đài Bắc, Đài Loan để gặp Tổng thống Thiệu và Đại tướng Khiêm. Bà Anna Chenault là vợ của tướng anh hùng thời đệ nhị thế chiến, Trung tướng Clark Lee Chenault, tư lệnh không đoàn 14 của không lực Hoa Kỳ hoạt động ở Trung Hoa lục địa. Bà Anna Chenault sau này là một nhân vật quan trọng trong bộ tham mưu tranh cử của ông Richard Nixon. Bà là người trung gian trong sự liên hệ mật thiết giữa ông Nixon và Tổng thống Thiệu trong thời gian đó. Nhiệm vụ trong chuyến đi này của bà là truyền lời Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Thiệu và Đại tướng Khiêm đừng vào nước Mỹ. Như trước đã nói, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã thông báo với giới chức Mỹ muốn ông Thiệu sống lưu vong ở các nước Đông Nam Á. Tổng thống Thiệu đã ở Đài Bắc một thời gian khá lâu, là đúng với những gì chính quyền Mỹ muốn, gợi ý của Tổng thống Trần Văn Hương với Đại tướng Khiêm trước kia chắc có lẽ cũng do ý của tả đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Nhưng theo những gì mà bà Chenault biết trước đó thì Hoa Thị Đốn đã chấp thuận và có kế hoạch đưa Tổng thống Thiệu vào Mỹ. Điều này làm cho bà Chenault rất bất an khi được lệnh qua gặp ông Thiệu trong một tình huống thật khó xử về chính sách nước đôi của Hoa Kỳ. Hơn nữa, bà là nạn bạn thân được Tổng thống Thiệu tin cậy trong mối liên hệ mật thiết giữa Tổng thống Thiệu và Tổng thống Richard Nixon. Mà huyền thoại hay là sự thật về bà đối với việc đắc cử của Tổng thống Richard Nixon năm 1968 còn đang được nhiều người đề cập tới. Trước hết, bà Anna Chenault qua thăm nhà đại tướng và bà Trần Thiện Khiêm, tôi nhận thấy bà không có gì thay đổi sau nhiều năm vắng mặt ở Sài Gòn. Bà vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái như xưa trong chiếc áo dài sườn xám đậm màu với dáng người đài khác cùng nhà ngoại giao lỗi lạc, đã một thời gây nên nhiều tranh cãi trong chính giới Hoa Kỳ. Khi rời nhà Đại tướng Khiêm, bà đi thẳng qua nhà đại sứ Kiều thăm Tổng thống Thiệu. Bà Chenault kể trong cuốn hồi ký The Education of Anna như sau. Khi đến thăm nhà nhỏ của đại sứ Nguyễn Văn Kiều tại Đại Bắc, tôi đi vào cửa hông. Ông Kiều tiếp tôi tại sân cỏ, ông nói ít lời rồi nắm tay tôi dìu vào phòng khách. Ông Thiệu đã ngồi sẵn ở đó, xoay lưng về phía tôi, thật hết sức là bất ngờ và ngạc nhiên về những gì xảy ra cho ông Thiệu. Tôi đã từng gặp gỡ ông vào các ngày cuối tuần ở Bạch Dinh, là tòa nhà trắng đồ sộ của hoàng đế Bảo Đại trước kia dùng để nghỉ mát ở bãi biển xinh đẹp Vũng Tàu. Ông Thiệu cũng đã tiếp tôi tại Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, nơi mà trong một phòng khách vàng rộng lớn,
Bên đại sảnh đường, ngay trước phòng làm việc của ông, có cặp ngà voi đứng chầu. Đây là cặp ngà voi được xếp vào hàng lớn nhất thế giới. Một cảm giác đau buồn tràn ngập lòng tôi khi bước tới vài bước để chào ông. Tôi đứng lên, xoay lại nhìn tôi. Ông đứng lên, xoay lại nhìn tôi. Chúng tôi bắt tay và ôm chặt. Trong một giây yên lặng, rồi cuối cùng nhìn đến mặt ông, tôi thấy nước mắt ông dâng trào. California, mùa thu, năm 2008, Nguyễn Tấn Phận. Đôi nét về tác giả Nguyễn Tấn Phận, sinh quán tại Cần Thơ, trú quán tại Tây Ninh, cựu thứ tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khóa 13, sĩ quan chủ bị Thủ Đức, đại đội trinh sát sư đoàn 5 bộ binh, sĩ quan cận vệ, sĩ quan thủy viên tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, quận trưởng kiêm chi khu trưởng chi khu Hiếu Thiện, Gò Dầu Hạ. Đầu tháng 4 năm 1975, được thuyên chuyển về phụ trách an ninh cho đại tướng Trần Thiện Khiêm. Tháp thủng phái đoàn cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu thủ tướng Trần Thiện Khiêm rời khỏi Việt Nam vào buổi tối ngày 25 tháng 4 năm 1975, hiện cư ngụ tại tiểu bang California.